tâm sự vậy, cho chị biết cái cảm giác nãy giờ em nghe như thế nào. Sau khi nghe bạn chia sẻ cảm thấy cảm thông. Dạ. Cảm thông quá trời ha. Còn Quân? Dạ, còn em thì em không muốn nhìn vào cái màn đó. Tại vì là em cũng sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc cho lắm. Với lại em là cũng là một con người sống rất là nội tâm nữa. Cho nên là em nhìn thấy con gái khóc em thấy khó chịu trong người lắm. Trang Anh ơi, quê ở đâu Trang Anh? Dạ, em quê ở Cà Mau ạ. Ồ, gì là giọng miền Tây chứ hồi nãy em nghe lộn giọng Bắc ở đâu ta? Giọng Bắc hả? À, tại vì có một cái thời gian em đi diễn ở miền Trung và miền Bắc rất là nhiều. Nên là em tiếp xúc với họ nhiều thì cái tiếng em cũng bị nhiễm vậy ạ. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đó, nghe kể tới dễ thương là muốn thương rồi. Thôi thì chàng qua số 3 đi. Số 3 ơi, quê em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. Chỗ đơn giản với Toàn là gần gũi với Toàn. Vô coi nhạc, coi thích cái gu âm nhạc. List cái gì âm nhạc nè của bạn mỗi lần giải trí như thế nào nè? Dạ, em không có tải nhạc. Không có tải nhạc, vô coi hình nè. Trời ơi, nè nè. Em bưng nguyên cái nhà hàng vô đây luôn hả My? Ủa My, em nặng nhiêu ký? 46kg. 46kg hả? Ăn không mập hả? Dạ đúng rồi, em ăn hoài không có mập chị. Cái cao mét mấy nè? Em cao mét 62. 62 mới 46kg ấm nhất à. Hợp lý ta, mà ăn quá vậy ăn. Kỳ vậy, tôi đi ngang tôi hử đồ ăn tôi có mập nữa. Bộ em thích nấu ăn lắm hả My? Dạ em chỉ thích ăn thôi chứ em không biết nấu. Em nấu được nhưng mà em nấu thì ít khi nấu lắm. Ở nhà là mẹ nấu hay là em nấu? Dạ bình thường là ở nhà mẹ nấu, tại vì em ít có thời gian ở nhà lắm chị. Nhà đông anh em không My? Em còn hai đứa em. Hai đứa em gái em trai? Một gái một trai chị. Em là chị cả trong nhà? Dạ đúng rồi. Ba má vui vẻ hạnh phúc hả em? Dạ không chị, em vẫn có ba mẹ bình thường nhưng mà em cũng không có ở chung với ba, em ở chung với mẹ. Nhưng mà có thăm ba đứa em không, em với hai người em á? Ba em cũng ở bên nội, lâu lâu ghé nhà một lần rồi đi. Rồi cảm ơn bạn, và bây giờ chúng ta hãy khám phá điện thoại của cô gái cuối cùng ở thứ tư. Mời Quyên. Người thích ăn ngon mặc đẹp đây, coi ăn gì. Dạ đây là hình ảnh của em ạ. Sao hình nghĩa vụ không vậy? Quân dạ sự. Em có đi học nghĩa vụ quân sự một tuần với lại các bạn trung khóa. Giúp chồng thành công được, phải học, phải đọc những cuốn sách đó. Em thích nhất là đọc sách. Cô gái này thích đọc sách, trau dồi kiến thức. Ăn ngon mặc đẹp, ăn cái gì mà nhìn lạ quá tôi không biết. Mì gói được. Mì gói hay mì gói Hàn Quốc anh? Ăn ngon là phải nói với cô My. Còn nãy giờ cái cô bên này, cô Quyên ăn ngon, cô đẩy tô mì gói thấy trật. Dạ tại vì đôi lúc em ra nước ngoài á thì mình không có ăn hộp đồ ăn ở nước ngoài á. Em làm nghề gì mà em hay đi nước ngoài? Đi nước ngoài là do sở thích riêng của em thôi ạ. À đi du lịch. Đã dạ đúng rồi, đi du lịch cái kiểu không phải là đi travel nhưng mà mình đi du lịch tự túc á, đi để học hỏi thêm. Đi một mình hay đi với ai? Dạ có lúc em đi một mình, có lúc em đi chung với các bạn. Bạn trai hay gái? Gái cũng có và trai cũng có. Tại sao trong cái đám trai đó không quen người? Mọi người tiếp xúc với nhau á chủ yếu là do kinh nghiệm học hỏi, với lại bọn em cũng sợ là nếu như mà có một mối quan hệ nào đó thì sẽ mất đi cái tình bạn mà bây giờ mình cảm thấy rất là vui và rất là trân trọng cái mối quan hệ đó. Dạ giấy tờ gì quá trời chụp với em. À đây là dạ đúng rồi, em có sở thích là em hay dùng các loại thực phẩm bổ trợ với lại mỹ phẩm của Hàn Quốc cho nên em mua rất là nhiều. Em ơi, gia đình em còn gồm mấy người? Dạ gia đình của em 4 người, ba mẹ em với lại em trai của em. Trai nhiêu tuổi rồi? Dạ em trai của em năm nay 19 tuổi ạ. Các bạn nghĩ như thế nào về một cô gái độc lập? Tánh độc lập Toàn có thích không? Anh thấy đó là cái điểm tốt nha. Dạ tại cô... em là người dân dẫn du lịch mà. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dẫn viên cho nên thấy một cái cô nào mà đi trong hành trình của mình mà rất là độc lập thì khỏe. Anh cũng muốn hỏi em là nếu mà người yêu của em hoặc là chồng em sau này là một hướng dẫn viên du lịch, em có chấp nhận được cái công việc mà họ luôn đi mấy ngày hoặc thậm chí cả tháng mới về hay không? Dạ vâng, bọn em rất là hay đi du lịch cho nên cũng thường tiếp xúc với những anh hướng dẫn viên du lịch, nghe các anh trải lòng về cái công việc của các anh cũng như là của các chị thì rất là thấu hiểu ạ. Rất nhiều câu chuyện đã được chia sẻ và bây giờ xin mời mọi người hãy dành cho chúng tôi một chút xíu thời gian để hai chàng trai có thể suy nghĩ chọn xem các anh ấy ấn tượng với cô gái nào để tiếp tục bước vào vòng trong. Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Và bây giờ là thời khắc quan trọng, đây là cái ấn tượng của bạn nam dành cho bạn nữ. Chị mời bạn Toàn trước đi. Em thì cảm thấy bốn bạn nữ đều có những cái làm em thu hút nhưng mà em ấn tượng nhất chính là bạn số 1. Từ đầu tới giờ vẫn là số 1. Toàn xem chung thủy về Toàn. Mời đèn của số 1, bạn Đông Nghi. Chúc mừng Đông Nghi. Còn với Khánh Quân thì sao nào, bạn ấn tượng cô gái nào? Nếu về chuyện thì em ấn tượng với cô gái số 2 và số 3. Hai người lận nhưng mà em chọn thì em chọn số 3 à. Ấn tượng với số 3. Cô gái số 3, chúc mừng Kim My. Vậy thì bây giờ Hoàng cho chị Việt Hương cái đường được không? Dạ, xin em được không? Tại vì chị nghe Quân nói là ấn tượng với bạn số 2 và số
3, nhưng mà Trung chỉ có quyền giữ lại một bạn thôi. Chị là người chia sẻ rất là nhiều với bạn số 2, cho nên chị xin giữ lại bạn số 2. Với vị trí thứ 4 của bạn Duyên, cô gái tóc ngắn nhất ở đây sẽ phải nói lời tạm biệt đầu tiên. Chúng ta hãy chờ đón xem nhan sắc của cô ấy ra sao. Xin mời. Mỹ Quyên, cô gái sống rất lạc quan. Ai cũng bảo cô gái không nên quá độc lập, nếu không chẳng mấy người thích. Ơ có đâu, Quyên vẫn tìm được chàng trai thanh xuân của mình đó thôi. Có điều bàn tay nhỏ bé chẳng giữ nổi một tình yêu dài lâu. Bữa nay cũng bớt cá tính, bớt mạnh mẽ rồi đó, mà vẫn lỡ nhịp tần số với cả hai chàng trai bên dưới luôn ấy. Cảm xúc như thế nào khi mà mình phải về hơi sớm trong tối ngày hôm nay? Em nghĩ là chuyện tình yêu thì ai cũng có duyên với phận hết. Hôm nay em về thì có lẽ là hai bạn trai ở đây tạo cho em một cái cơ hội khác để em có thể tìm hiểu những cái bạn nam khác hơn ở tương lai. Quá khéo luôn. Rõ ràng là cô ấy nhìn cuộc sống rất là lạc quan và đầy tích cực. Bạn nghĩ ai là Quân hay là Toàn? Bạn đem anh kính là bạn Quân, bạn đó là bạn Tài. Lý do em về là chính xác luôn. Cái giới thiệu của em rất là ấn tượng với chị, và em đem lại cho chương trình năng lượng rất là tích cực. Không chọn thôi, đây là cho tôi một cơ hội khác để các anh khác có thể tìm đến tôi, tìm được tôi. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn Quyên. Dạ, chào mọi người ạ.